Mọi người chỉ biết rằng đừng đi tới những hoa dại bên đường, nhưng càng phải ghi nhớ rằng càng không được chọc phải những con ma hoang bên đường. Bạn hãy xem cô gái này, có đôi mắt to trông rất đẹp nên không nhịn được mà nhìn xung quanh. Bên đường có một cô gái mặc đồ trắng khiến cô chú ý tới. Ban đầu cô cho rằng là con nhà ai chạy ra đây. Kết quả là cô vừa đi lên trước chưa được bao lâu lại nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng giống hệt như người khi nãy cô nhìn thấy. Cô nghĩ rằng mình cũng đâu có lạc đường, vì thế lại do dự nhìn ra gương chiếu hậu. Kết quả cô bất ngờ nhìn thấy đầu của cô gái áo trắng đột nhiên rơi xuống. Cô sợ hãi tới mức la lên, lập tức đạp phanh. Cô không chỉ dừng xe lại, thậm chí còn xuống xe tới chỗ đầu cô gái áo trắng rơi xuống để kiểm tra. Kết quả là không thấy gì cả. Cô vừa sợ vừa cảm thấy kích động. Vào lúc cô đang nhìn xung quanh, phát hiện ở bãi cỏ phía xa có cô gái áo trắng đang đứng ở đó. Cô mạnh dạn đi tìm cô gái đó. Kết quả cũng không tìm thấy gì cả, mà lại tìm thấy một con quạ chết. Rất nhanh, sự việc bên lề này cũng kết thúc. Nào ngờ Zumi bây giờ cũng không biết rằng chuyến đi lần này sẽ là cửu tử nhất sinh. Zumi lần này đi chơi xa là muốn em gái mình tạm thời được nuôi dưỡng trong gia đình của người dì độc ác mở khách sạn. Nhà dì đương nhiên rất vui vẻ. Khách sạn hiện đang ít khách, trừ một cô giúp việc trông kỳ lạ ra thì chỉ còn lại người dì thôi. Nếu lần này chị em họ tới thì sẽ náo nhiệt hơn. Được biết mẹ của Zumi và người dì này từng là bạn thân của nhau. Vài năm trước mẹ Zumi thắt cổ tự tử. Điều này khiến Zumi rất khó hiểu và hận mẹ tới tận bây giờ. Nói tới đây, Zumi nhắc tới đứa con trai du học của dì. Bà ta nói rằng con trai mình rất khỏe, hai người ngày nào cũng liên lạc. Zumi cũng không hỏi thêm gì nên đã ở lại, mà không biết rằng khách sạn trông rất ngột ngạt này đang che giấu một thứ rất khủng khiếp. Rất nhanh khi tới, em gái đã chạy lung tung, bị cô phục vụ kỳ lạ dọa sợ. Lúc bỏ chạy, cô bé đã bị dì nắm chặt cổ tay với thái độ tức giận. Cô bé kháng cự, vùng tay ra rồi bỏ chạy. Một bên khác, Zumi cũng gặp phải chuyện kỳ lạ. Cô ở dưới tầng hầm nhìn thấy một con ma nữ. Zumi có chút lo lắng, gấp rút mở đèn lên thì cô gái vừa nãy lại biến mất. Cô nghĩ rằng mình nhìn lầm nên đã yên tâm chút, nhưng những chuyện kỳ lạ không chỉ có vậy. Zumi và em gái chơi bịt mắt bắt dê trong khách sạn, chỉ thấy Zumi bịt mắt. Giây trước cô vừa mơ hồ thấy bóng dáng của em gái, nhưng giây tiếp theo, bên tai đã chuyển tới tiếng thở dốc của phụ nữ, mà trong lúc cô bịt mắt, đã nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ gấp rút lao về phía cô. Nào ngờ khi cô tháo bịt mắt ra nhìn, xung quanh đã chìm trong bóng tối. Zumi sợ hãi, nhanh chóng lấy điện thoại ra soi. Cô cứ đi. Cô bất ngờ quay trở lại trạm xe buýt, nơi cô nhìn thấy cô gái áo trắng rơi đầu. Tim Zumi đập liên hồi. Kết quả là khi vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy một cô gái tóc tai bù xù. Zumi có chút bối rối. Cô gái cũng là người lễ phép, từ từ quay đầu lại. Zumi bị sợ tới mức giật mình, tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Hóa ra không phải thật sao? Nào ngờ Zumi còn muốn nhớ lại. Cô suy nghĩ, nhận ra là không tìm thấy em gái đâu. Zumi là một người hay lo lắng nên bắt đầu đi tìm em gái. Kết quả là ở tầng 1, nhìn thấy cô phục vụ đang uống rượu. Cô phục vụ cũng là một người lo chuyện bao đồng, cũng có chút tốt bụng. Tôi nói này, hai chị em cô nên nhanh chóng đi khỏi đây đi. Cô nhìn thấy khách sạn nào vắng vẻ như này chưa? Cô thấy khách sạn nào to như này mà chỉ có một phục vụ thôi chưa? Nếu không phải vì lương cao thì cô ấy cũng sớm rời khỏi đây rồi. Hơn nữa nghe nói là khách sạn này có ma, đặc biệt là phòng 405. Ở đó từng có một người phụ nữ dùng một dây thừng mảnh màu đỏ để thắt cổ tự tử. Nghe nói vô cùng đáng sợ, nhãn cầu còn bật ra ngoài. Cô phục vụ chưa nói xong thì Zumi tức giận bảo cô ấy im miệng. Cô gái treo thắt cổ tự tử đó chính là mẹ cô. Zumi không có thời gian cãi nhau với phục vụ, lập tức quay người tiếp tục đi tìm em gái, mà không biết rằng cô phục vụ gặp họa từ miệng mà ra, đã tới lúc phải chết. Ở trong tầng hầm quỷ dị, dưới đất có lượng lớn chất lỏng màu đỏ. Cô ấy ngồi xổm xuống chạm tay vào, quả nhiên đó là máu. Cô ấy lúc này như hóa điên. Cô ấy giống như đã nắm được điểm yếu, muốn đem chuyện này nói với mọi người bên ngoài. Kết quả là chưa ra khỏi tầng hầm, cô ấy nhìn thấy một bóng dáng đáng sợ. Giây tiếp theo, cửa tầng hầm đột nhiên đóng lại. Có thể hình dung được là kết cục của cô ấy chỉ có một, đó là chết. Sau khi chết, người phục vụ đã biến thành ma. Đầu tiên cô ấy mặc đồ đỏ tìm tới Zumi. Cô ấy nói mẹ của cô không phải tự sát mà bị người khác giết đó. Khi nghe thấy nguyên nhân mẹ mình chết có điểm lạ thường, lập tức đi theo cô phục vụ. Lúc này Zumi nhìn thấy cửa phòng 405 nơi mẹ cô tự sát đang mở cửa. Một nơi ma ám như vậy, đặc biệt là căn phòng này, mọi người đều muốn tránh xa nó, nhưng Zumi lại không sợ, mạnh dạn bước vào. Kết quả khi cô kiểm tra phòng ngủ, đột nhiên một thi thể rơi xuống từ sau tấm rèm tắm, đè lên người Zumi. Zumi nhìn kỹ, hóa ra đó là cô phục vụ. Không phải vừa nãy cô ấy còn nói chuyện với cô sao? Kết quả cứ vậy mà chết rồi sao? Zumi hoảng sợ, lập tức báo cảnh sát. Rất nhanh thi thể của cô phục vụ đã được đem đi. Zumi lúc này không còn can đảm nữa, ngồi trên ghế bắt đầu suy nghĩ. Lúc này, có một bàn tay đặt lên vai cô. Zumi tưởng rằng là dì đang an ủi cô đừng buồn. Nào ngờ khi quay đầu lại, bà ta đang bận đối phó với cảnh sát. Zumi sợ hãi tim đập mạnh, đột ngột quay đầu lại nhìn. Nào ngờ không có ai cả. Những chuyện đáng sợ này khiến Zumi lo lắng. Kết quả là em gái đã mất tích.
Điều này khiến Jumi vô cùng sốt ruột. Jumi tìm kiếm bên ngoài một lượt không thấy gì, định vào trong khách sạn tìm kiếm manh mối. Lúc này cô đột nhiên nhớ tới điều gì đó, thế là cô đi tới chỗ bụi cỏ ban đầu, nơi lần cuối nhìn thấy mẹ. Bất ngờ nhặt được một tấm thông báo tìm người, cô gái ở trong đó chính là cô gái mặc áo trắng rơi đầu mà ban đầu cô nhìn thấy. Cô đi theo địa chỉ tìm tới nhà của cô gái áo trắng, nhưng nào ngờ đã khám phá ra bí mật kinh thiên động địa. Ông lão nói rằng dì cô cũng là một người mẹ đáng thương, con trai bà ta vài năm trước đã mắc bệnh rồi tự sát. Lời này khiến cho Jumi nghe xong rất hoang mang, lẽ nào dì đang nói dối? Jumi lập tức nổi da gà, không dám nghĩ nhiều. Cô về khách sạn, đi vào phòng của dì, đã phát hiện một bí mật động trời. Sau khi con trai tự sát, bà ta đã biến con trai thành xác ướp. Nhưng vì để cho con trai có cuộc minh hôn, nhiều năm qua đi, số cô gái mà bà ta giết đã lên tới hơn chục người, nhưng giấy đâu bọc được lửa. Hôm nay bí mật của bà ta đã bị Jumi phát hiện. Jumi phát hiện con trai dì được làm thành xác ướp. Trong lúc cô đang hoảng sợ, đột nhiên một cảnh sát xuất hiện, chĩa súng vào Jumi. Hóa ra từ khi cô phục vụ chết, em gái mất tích, cảnh sát đã nghi ngờ Jumi làm. Jumi nghe xong nhanh chóng giải thích, kết quả hai người chưa kịp tranh luận xong đã nghe thấy tiếng va vào tường. Hai người nhanh chóng đi qua xem thì đã tìm thấy em gái bị mất tích đang dùng đầu đập vào tường. Jumi sợ hãi nhanh chóng ôm cô bé vào lòng, nào ngờ vừa nhìn ra chán không sao cả, nhưng lại có một lỗ trên tường. Cảnh sát tinh mắt nhận thấy bức tường này khá mỏng, hơn nữa bên trong hình như có dấu thứ gì đó, thế là anh đập tường ra, chỉ thấy bên trong chứa đầy thi thể. Jumi và cảnh sát đều bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi. Nào ngờ giây tiếp theo, người dì bị phát hiện bí mật đã xuất hiện, đâm một nhát khiến cảnh sát chết tại chỗ. Tiếp theo, trói Jumi và con trai bà ta lại một chỗ. Bà ta cũng là có lòng tốt, quyết định để Jumi có cái chết rõ ràng. Bà ta ngả bài, mẹ của Jumi là do bà ta giết. Ban đầu khi con trai bà ta chết, bà ta và mẹ Jumi đã cùng nhau mở khách sạn. Mẹ của Jumi vốn định giúp bà ta thư giãn tâm trạng, xoa dịu nỗi đau mất con trai. Nào ngờ sau này bà ta bị ma nhập, bà ta bắt đầu giết các cô gái. Cô gái áo trắng rơi đầu ban đầu chính là vào lúc chạy trốn bị bà ta bắt lại và giết chết. Vừa hay cảnh tượng này đã bị mẹ Jumi nhìn thấy, mẹ của Jumi bị dọa tới ngơ người, cả ngày đều vô tri vô giác. Và cũng vào thời gian này, Jumi bắt đầu ghét mẹ mình. Sau này lương tâm của mẹ Jumi bứt rứt nên đã chọn báo cảnh sát, kết quả đã bị bà ta bóp cổ chết, sau đó ngụy tạo thành tự sát. Sau khi biết được chân tướng, Jumi lập tức suy sụp. Tất cả là do đồ độc ác bà gây ra, khiến tôi ghét mẹ tôi nhiều năm như vậy. Nào ngờ bà ta là một người độc ác. Ít nói, một tiếng đập vang lên, tiêm cho Jumi một mũi, khiến Jumi rơi vào hôn mê. Trong lúc hôn mê, cô dường như nghe thấy tiếng mẹ. Jumi chợt tỉnh lại và đánh từ phía sau nhân lúc bà ta không phòng bị. Cuối cùng hai người lao vào đánh nhau, nhìn thấy Jumi sắp bị bóp cổ tới chết. Vào thời khắc nguy cấp, linh hồn của mẹ Jumi hiện ra, đưa cho cô một cây châm cài tóc. Cuối cùng Jumi đâm châm cài tóc vào thái dương của bà ta, rồi cô và em gái chạy ra ngoài. Trước khi đi, Jumi nhìn vào linh hồn của mẹ, trong ánh mắt tràn ngập sự xin lỗi và biết ơn. Mà khi bà ta cận kề cái chết, cũng nhìn thấy con trai tới đón mình. Bộ phim kết thúc tại đây, chỉ có thể nói, bà dì này có chút cố chấp và biến thái. Tạm biệt mọi người.